Còn chiến binh chết tiệt này, Bê-lê, Triệu đại dân, em rất xin lỗi, em phải ra đi trước ngài thôi. Ta hiểu, nhưng ta cũng sẽ không để em đi một mình đâu. Hãy đợi ta nhé. Được. Bê-lê, ta sẽ sớm gặp lại em. Sức mạnh lâm thú quyền cuối cùng. Ngươi định làm gì, Hario? Long, đây chẳng phải là kế hoạch của ngươi sao? Ta đã có được sức mạnh vô địch thiên hạ. Cái gì? Những người đồng đội đã giúp được ta có ý chí và sức mạnh. Ăn ngon miệng nhé. Sức mạnh quyền thú. Tổng tấn công. Cái gì? Rio!